Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi kênh của Xuân Đình Audio. Video buổi tối ngày hôm nay là ngày 12 tháng 1 thì cửa hàng Xuân Đình lại giảm giá cho các bác một cái cặp loa JBL đến từ Mỹ. Đây là một cặp loa thiết kế theo dạng cây cột và thiết kế loa vát hướng ngược lên trên, kiểu dáng gọi là loa 2M. Mà cái phân khúc tầm tiền ngày hôm nay mà Xuân Đình dành cho các bác thì nó chỉ loanh quanh là 10 triệu đồng cái cặp loa. Giá này là giá Xuân Đình khẳng định luôn các bác là giá tốt nhất tại thị trường. Mà bác nào mà đang cần chơi những cặp loa cây cột chất lượng và đặc biệt là những dòng thương hiệu loa Mỹ thì cứ alo trực tiếp vào Xuân Đình. Mức giá này thì nó chỉ tương đương với những dòng loa cây cột của hãng Pioneer, những dòng Tewin 77 thôi. Nhưng lại thì chất âm của những dòng loa JB của Mỹ thì sẽ khác biệt rất là nhiều. Thứ nhất là thiết kế loa nhìn rất là sang trọng. Loa này thì sử dụng là hai bát thật, đường kính của nó là 17 củ kiềng xương đúc. Nam châm kép 2 tầng, củ bọc chống từ, gân của nó là gân cao su, màng của nó là màng giấy. Đấy. Rốn của nó cũng là rốn vải luôn. Một tép đôm theo cái thiết kế theo dạng gọi là họng kèn ở chính giữa và hai cái miếng ốp mà đề can hai bên nhìn nó rất là sang trọng. Đấy. Và ở dưới này cũng vậy, nó thiết kế là hai bát và một tép ở chính giữa, gọi là giọng loa cây cột. Đấy. Cái căng của nó thì tách biệt thành hai lớp riêng, bên trên riêng và bên dưới riêng. Đấy. Và cái thiết kế của loa thì nó hơi chéo ngược bên trên một chút, cho nên các bác khi mà kê những cặp loa này ở trong căn phòng phòng khách nó rộng khoảng độ 30-40 m² và những cặp loa này các bác nghe cái hướng phần xa nghe rất là dễ chịu. Hôm nay thì nó cũng không ghi về công suất, đấy là đặc trưng riêng của những dòng loa Mỹ. Nhưng nói về cái cấu hình của những dòng loa này, thứ nhất là củ kiềng xương đúc, lại còn nam châm kép 2 tầng và củ bọc chống từ. Thì các bác cứ an tâm rằng cái dòng là chịu tải, công suất lớn, nghe nhạc với những diện tích phòng 30-40 m² rất là ok. Và đây là thiết kế của loa. Cặp này thì cái model của nó là loa JBL SVA1600. Đấy, loa được sản xuất tại Mỹ, Magellan USA, trở kháng 8 ohm. Dưới này là cầu loa. Thì cái đời loa này thì sẽ thiết kế theo dạng B-Way 2 cầu. Trái tức là loa bát riêng và trung thép riêng. Xoay qua cái lỗ này thì cái đường kính củ loa này nó to đúng bằng mặt luôn. Và loa này thì cũng rất là nặng. Đấy. Cặp này thì không phù hợp cho các bác đánh những chữ âm đi công suất nhỏ. Các bác có thể ghép vào những dòng sơn xui như những dòng 607X, Decat, 707 hoặc 907. Ngoài ra thì các bác ghép Xuân Đình vào những dòng âm đi đờ lông như những dòng 1500 hoặc là 2000. Đánh những cặp này cũng khá ổn. Nhưng mà Xuân Đình thấy là đây là một cặp loa nó chịu được tải công suất lớn để các bác cũng có thể là hát karaoke tốt trên những cặp loa này. Tổng quan là kích thước chiều cao của loa thì nó đạt là 95, chiều ngang của loa thì đạt là 28 và chiều sâu của loa thì nó đạt là 38. Trở kháng 8 ohm. Đấy. Công suất thì rất là khỏe, chịu tải tốt. Mà loa Mỹ thì nó sẽ không ghi về công suất. Thì cái này thì cũng mong các bác là đừng hỏi Xuân Đình là công suất bao nhiêu. Vì cái này là do nhà sản xuất người ta làm chứ không phải là Xuân Đình thiết kế về loa. Nhìn rất là đẹp, tem đồng ở dưới, hai bát thật và một tép đôm, họng kèn, căng cước còn đầy đủ hết. Cặp này thì Xuân Đình hôm nay giao lưu với các bác mức giá là 10 triệu đồng. Giá này là giá xả dịp cuối năm. Vì hiện tại bây giờ thì Xuân Đình cũng không có hàng về nhiều, cho nên là còn những cái cặp nào ở đây thì Xuân Đình cứ đăng lên cũng như giới thiệu để cho các bác, cũng như giá để giảm giá gọi là cực sốc cho các bác chơi về những cặp loa Mỹ. Mức giá là 10 triệu đồng. JBL AVS hay là SAV này. Đây. JBL SVA1600. Đây là cái thông số của tên của loa, các bác có thể check trên Google để tìm hiểu thêm thông tin về cặp loa này nhé. Mức giá thì rất hấp dẫn, 10 triệu đồng. Duy nhất chỉ có một cặp thôi. Em bác nào nhanh tay thì sở hữu cặp JBL chất lượng này. Vừa nghe nhạc vừa hát karaoke gia đình, chơi được đa năng và bát đánh rất là căng. Chiếc âm ni mà Xuân Đình đang phối ghép ngày nay thì nó là chiếc âm ni đờ lông, model của nó là PMA 950. Hôm nay thì nó sử dụng mạch là class A. Đấy. Size của nó là size 48 cả hồi gỗ. Ở đây thì Xuân Đình đã tháo sẵn hai cái hồi gỗ để bên ngoài, hồi gỗ phủ piano bóng. Mặt tiền của nó là mặt phai nhôm màu trắng rất là đẹp. Cái dòng mặt trắng của hãng đờ lông thì đây nó là dòng đời cổ. Và những dòng này thì cái cấu hình của nó thì rất là gấu, sở hữu đến 8 sò Saken 2 vít. Đây, mẫu bên này là 4 con này.
bên này là 4 con. Đấy. Hai tụ lọc nguồn 22.000 mi. Đấy. Một nguồn xuyến khổng, hệ thống tản nhiệt. Và các bác thấy rõ là một chiếc Omni với cái tất cả các cái linh kiện cũng như nội thất nó kín bưng như này. Nên là cái Omni này thì nó là một chiếc Omni cũng khá là chất của hãng DeLonghi sản xuất. Nếu mà nói về giá xuất xưởng thì nó rất là cao, nó đắt gấp mấy lần những dòng Omni của 7800 mắc đôi. Và đây các bác thấy rõ từ những dây đai thít còn nguyên vẹn, không hề tháo móc gì cả. 8 sò saken 2 vít nhé. Những dòng 940V nó chỉ có 4 sò 2 vít thôi, nhưng riêng đời này thì nó chạy đến 8 sò 2 vít. Và nó cũng không ngán bất kể một cái loa nào, kéo loa bát 30 thoải mái. Ở bên này thì có chỉnh bát ép này. Khi các bác ấn cần to này, bát ép nó có tác dụng. Đấy, có loa lớt. Bên này thì ở dưới này là cái ba lăng là cân loa, trên này là volume. Bên này là các cây cổng vào. Đấy. Ngoài các cái đường vào AUX tuner thì nó còn có tap 1, tap 2 nếu như các bác sử dụng. Đấy. Và nếu như không sử dụng thì các bác để chính giữa. Đây là cầu loa AB. Ở cái đời này thì nó có một cái hay nữa là đời này thì nó sẽ đánh trở kháng của loa là từ 4 ohm nên nó rất là tiện dùng. Bác nào mà đang chơi loa bốt, ví dụ những dòng 301 hoặc những dòng 601, 701 đánh đờ lông này thì rất là hay. Nội thất kín máy. Đây là phía đằng sau, các cái đường vào ra cũng như số seri của máy. Công suất của nó là 265W điện 100V, số seri của nó là 0142. Đây là các cái đường cầu loa trở kháng nó là từ 4 ohm, rất là đẹp. Chiếc Omni này thì số đỉnh giao lưu với các bác mức giá là 7.500.000 đồng. Đấy. Các bác có thể là mua cả bộ trong video ngày hôm nay cũng được, vì tổng phân khúc cả bộ nó chỉ có 17.500.000. Đấy, mức giá thì rất là hấp dẫn để phục vụ cho các bác. Thì các bác có nhu cầu thì cứ alo trực tiếp cho số đỉnh. Số điện thoại cũng như địa chỉ cửa hàng thì số đỉnh chỉ có một địa chỉ duy nhất, chứ không có cái cơ sở 2 hay là cơ sở 3 gì cả. Cho nên các bác chú ý kỹ. Ở địa chỉ là ngõ 42 đường Trần Cung, số điện thoại là 0395727582. Cảm ơn các bác đã bớt chút thời gian theo dõi video cửa hàng. Và các bác có nhu cầu thì cứ alo số đỉnh. Xin kính chào và hẹn gặp lại.